kịp thời giải cứu ba người khỏi đám cháy lúc rạng sáng. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã kịp thời giải cứu ba người khỏi đám cháy lúc rạng sáng nay, ngày 26 tháng 2, tại một căn hộ chung cư ở tầng 17, Tòa Giao An, khu đô thị Gamuda, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ phát ra tại phòng khách một căn hộ tầng 17, Tòa Giao An Residence, khu đô thị Gamuda Garden, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội do có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bốc cao tỏa nhiều khói và lan vào các phòng ngủ thời điểm xảy ra cháy có ba người đang mắc kẹt bên trong nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hoàng mai đã nhanh chóng có mặt phá cửa mặc đồ chống cháy và mặt nạ dưỡng khí để vào bên trong căn hộ phun nước làm mát và dùng mặt thở hỗ trợ tiếp cận đưa ba nạn nhân băng thoát ra ngoài hành lang an toàn Ba người trong gia đình bị mắc kẹt trong đám cháy được xác định gồm Nguyễn Đức Huy, sinh năm 1998, Đinh Diệu Hà, sinh năm 1999 và cháu Nguyễn Đinh Gia Khánh, sinh năm 2019, đều an toàn. Nguyên nhân cháy công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.